tới nơi rồi. Chỗ này thì câu thú vị các đồng chí. Tự xử đi. Rồi biến gì vậy bạn? Cá rồi cho coi rồi. Đó. Cá nào đây? Cá này con. Cá bự vậy mà nhìn thấy thấy luôn. Đây và đây là sông Sài Gòn nha các bạn. Chín cá đây nha các bạn. Đây. Đâu, cá trê, đây toàn cá trê không. Rồi lên lưng đi bạn ơi. Cổng lên, cổng lên. Cổng lên luôn. Đem vào luôn. Trời ơi, nhảy mất tiêu nè. À, quá đã. Trở đi. Thằng mộng cầm biết nó có đi xin cái con mũ không nữa. Coi nó mua nước về giật khó gì. Đè nó xuống mày, nó giật văng tay dính lưỡi từ nữa. Nè. Hay ta, mới nãy giờ tao câu chưa dính. Rồi đây lên đây dính cá, dính cá. Cái gì? Cá trê. Cá trê bự. Lên lên. Ghê ghê ghê. Rồi. Thì rất thích hợp cho anh em đam mê câu đêm nè. Rất là yên tĩnh và mát mẻ. Phía bờ bên kia là quận 7. Có vẻ là nước đang lên. Ngắm hoàng hôn thì quá tuyệt luôn các đồng chí à. Rồi, không dính cá rồi. Trời ơi.
quá buồn. Gần má có mũi rồi mới chơi. Dính cá nó cá một tí ơi. Rồi rồi té luôn. Bình tĩnh bình tĩnh. Dính cá ban đêm rồi, dính cá ban đêm. Dính cá ban đêm cá một tí ơi. Ủa Khánh làm gì mà dây nó dính mãi luôn Khánh. Rồi cho nó lên bờ, lên bờ. Móc móc mấy thằng cần câu vào luôn rồi. Trời đâu mấy cái gì con ngát, cái gì ở con ngát nhắc rồi trê cá trê giờ cái gì hả ra rồi hả mẹ dính cho mình chết rồi. Dính cá, dính cá nữa rồi trả lời. Toàn toàn là cá trê không à các ông chí ơi. Để ý trên đó đi. Đấy, sẵn chịch luôn đi, sẵn chịch luôn đi. Thành quả của ngày hôm nay. Hẹn các anh chị ở video tiếp theo.